誰にでも優しくしないで、でもそこが好き。 OK, xin bạn mình quay trở lại trong video mới. Và chắc tiêu đề video bạn đã thấy rồi, nên mình chắc cũng không phải nói điều nữa. Hôm nay chúng ta review đến đây chính là chiếc quần đùi cho ngày mai, đến từ series Commander Oaks. Thì trước khi vào phần review, mình muốn dành chút là cảm ơn đến nhà tài trợ của ngày hôm nay, đó chính là bên Happy Thing Store đã hỗ trợ mình con hàng ngày để mình thể review. Nếu bạn nào có hứng thú với những món toy của Tokusatsu hay là Gundam, thậm chí là những món đồ kiểu cosplay, thì bạn có thể ghé qua bên Happy Thing Store. Tôi thấy chung là tất cả bên đấy họ đều có đầy đủ hết cả, nên là link Facebook cũng như Shopee mình sẽ để hết vào phần tả, các bạn nhớ xem quá nhé. Ok, thì nó thực sự là mình cũng không nghĩ là sẽ có ngày mình đủ điên đi mua cái quần này về để có thể làm review. Và thực sự là mình đã nó về cũng phải tầm một tuần hoặc là hai tuần rồi ấy, nhưng mà mình thì bây giờ mình có thời gian mình làm. Đã ra video này mình phải quay từ ngày hôm qua rồi cơ, nhưng mà hôm nay mình mới gọi là cố gắng là quay, mà hiện tại giờ mình vẫn chưa gọi là bất cứ cái kịch bản gì trong đầu của mình cả, nên là mình cũng đang chả biết là mình sẽ review gì với quần này. Cái tiểu sử cái quần này thôi, ông Âu thì ông có một cái quần, thì ra ông ấy có hai quần thì sao ấy. Tôi không biết nữa, trong phim thì ông đấy phải mặc một cái quần chứ đúng không, và một cái quần còn lại là cái quần này. Kiểu đôi lúc ông hay thay đổi hai quần, ông bên hai bên thì ok được rồi, tôi có thể hiểu được. Nói chung ấy sẽ có hai quần, thì một cái quần phiên bản khác cơ, còn đây là cái quần phiên bản màu ông ấy hay dùng để mà đi show và khoe cho người già, phụ nữ và trẻ em xem cái quần này. Thì đây là câu chuyện tiểu sử về cái quần đùi cho ngày mai này đây. Vậy gọi là về cái gọi là size cái quần này thì thực tế nó không phải quần đùi đâu, đây là cái quần đùi cho ngày mai. Thì thực tế trong phim thì nó gọi là quần lót cho ngày mai chứ không phải quần đùi. Nhưng mà để tránh bớt gọi là thô thiển nên mình sẽ gọi nó là quần đùi cho ngày mai. Thực tế là quần đùi cơ bản nó là lót rồi đúng không nhỉ, nhưng mà đây là quần lót cho nam, nhưng mà thôi chúng ta sẽ gọi nó là quần đùi cho ngày mai đi. Thì đây là cái quần đùi cho ngày mai, nhưng mà bạn thấy đó là nó không phải quần đùi, đây là quần short, đây là quần short chắc chắn luôn, thậm chí nó hơn quần short luôn. Mình cũng không bao giờ đi mua quần áo, thành ra là mình cũng không biết phải gọi review gì với cái gọi là chất lượng của quần như nào cả. Còn đây là cái chiều dài của quần short, mình không bao giờ đo quần short, nhưng đây là quần short của mình. Thì bạn có thể thấy xem, kể cả khi với quần short ấy, nó cái quần này nó vẫn rất dài, nó dài cả khúc ấy luôn này. Cái quần đùi nó sẽ dài đến nửa cái phần chân cái đùi bạn thì nó gọi quần đùi. Còn khi mà quần short thì nó gọi là khi mà nó chạm đến phần đầu gối, hoặc là nó chạm qua đầu gối, nhưng mà bình thường rất là ít. Mình rất ít khi thấy cái quần short nào mà nó chạy dài quá phần đầu gối cả, nên là nhưng mà đa số thì cũng chỉ cần chạm đầu gối thôi, đây đã gọi là quần short rồi. Mình không biết là chỗ bạn thì bạn định nghĩa của quần short của đùi thế nào, nhưng mà chỗ mình thì nó định nghĩa là bạn ai tưởng tượng là cái quần này nó còn qua cả đầu gối của mình luôn, thì mình đang không biết là mình phải gọi về là quần short cho ngày mai hay là quên là quần đùi cho ngày mai nữa. Quần này chắc chắn không thể gọi là quần lót được, thì cái đấy là định nghĩa của mình. Ông nào mà quần xịt nữa thì chắc là cũng gọi là hơi bị thô thiển quá. Mình nghĩ chắc thời đại văn minh cũng không ai làm điều đấy đâu, trừ khi mấy bạn đi tắm biển hay là tắm hồ bơi thứ, chỉ khi bạn tắm thôi. Còn nếu bạn đi dạo thì nên một quần short. Mình thì cũng không tính mặc đâu, nhưng mà mình show bạn xem hình ảnh khi mà mình mặc quần này ở bên phần góc này cho bạn xem qua, thì để xem như nào. Trở lại phần background cũ, mình mới quay khoảng tầm 3 phút gì đấy thôi, nên mình ra phải tiếp tục chém gió tiếp về cái gọi là quần này. Quần này thì mình bị order bên Happy, và thực sự thì có thể gọi bên Happy thì họ cũng không có rõ ràng lắm về vụ quần, do đơn giản thôi, bên họ bán toy chứ không bao giờ họ đi bán quần áo đâu. Mình đã chỉ nói là trải nghiệm của mình về khi mình mặc cái quần này, sau khoảng tầm hơn một tiếng gì đấy mình mặc. Thì đầu tiên về trải nghiệm đó là chất lượng, chất vải của cái quần này thì nó khá là mỏng, nó thực sự rất là mỏng, và mình nghĩ là nếu quần này mà nó làm ngắn đi ấy thì nó thực sự thành một cái quần, nó thành một cái quần đùi là cái chắc chắn luôn, chứ không phải là, tức là nó thành một cái quần lót luôn ấy, chứ không phải là một cái gọi là quần sóc nữa. Nhưng mà quần kia này thì nó có cái vải dây chun để bạn thể buộc, thì ra bạn có thể mặc quần này dạng là quần sóc luôn cũng được, mặc dù là theo tiêu chí của sóc thì có vẻ cái quần này hơi bị mỏng một tí. Về chất liệu vải của cái này thì nó chỉ là một lớp thôi, nên nó rất là mỏng, và nó thực sự thì
thì ít nhất dài nó vẫn có một chút gọi là độ thoáng mát khi bạn mặc. Mình không biết là cái độ chất vải này thì liệu để lâu về dài nó có nhăn không ấy, hay là bị uốn nhiều nó có nhăn không. Không sao, không sao nữa, thì đây là điều mình nghĩ chung của tất cả loại vải thôi. Còn loại vải nào mà khó bị nhăn thì mình nhớ loại đấy thường loại vải của Thái Tuấn thì loại vải cao cấp ấy. Thì cái đấy thì mình cũng không phải am hiểu lắm, do là mình không quan tâm cái vụ là cái vụ lĩnh vực về quần áo. Bảng size quần thì mình phải đi tìm hiểu một tí ở gọi là mấy cái bảng size về quần này order của các pháp sư. Vậy nên là chúng ta phải đi theo cái bảng size quần của áo của mấy ông pháp sư. Mình tra thì tuy là mình tra được nhưng mà nó ra một cái bảng, mình sẽ để cho bạn xem bảng này này. Thì về các bản mình xem qua mình cũng chả hiểu cái gì lắm, nó cũng không cung cấp cho mình quá nhiều thông tin. Thành ra là mình cũng phải gọi là đi đặt order cái quần này theo cái size XL của mình ấy, thì nó cũng gọi là hơi bị gọi là rủi ro. Và mình không nghĩ là mình mua quần này về là mình mặc được vừa đâu. Cái quần này về các bạn thì mình mặc vừa nó cũng vừa rồi, nhưng chẳng qua gọi là thiết kế cái quần này thì mấy ông pháp sư kiểu gì đấy, ông làm thành cái quần sóc và ông làm quá dài. Cái quần này thì thực tế là mình nhìn mình cũng không hiểu là làm cách nào để có thể sửa được. Trừ khi bạn cắt bớt cái phần khúc này đi ấy, thì còn ok. Bạn không thể nào cắt cụt cái phần chân này được, bởi vì cái phần chân này nó là chi tiết của nó rồi. Nên bạn cắt không thể nào cắt cụt đi được, bạn chỉ có thể gọi là cắt đôi cái phần thân giữa của cái quần này thì bạn rút gọn lại vào thì nó mới có thể rút gọn được. Nhưng mà thực tế là cái đây toàn bộ là chi tiết họa tiết rồi. Việc cắt bỏ hay rút gọn nó gần như rất khó, đa phần chỉ người ta chỉ là rút gọn phần ống chân quần thôi thì các thợ may họ sẽ làm thế. Chứ không ai gọi là đi rút gọn ở nửa thần thân quần cả. Thành là tuy sản phẩm này thì đây cũng là sản phẩm gọi là mua về kiểu mặc cho vui cũng khí được. Còn mặc trong nhà thì chắc mặc trong nhà, trừ khi bạn nhà bạn không có ai hoặc là bạn sống một mình. Như mình sống trọ một mình thì mình không vấn đề cả. Nhưng mà còn trường hợp bạn mặc quần này mà ra bãi biển này cho ông cộng thì chắc là thu hút ánh nhìn như siêu sao. Quần này thì nó vẫn sẽ có túi quần nhá, vẫn sẽ có túi quần hoàn toàn luôn. Nhưng mà nó không có kiểu túi hay là zip khóa lên. Mình không nhớ là bản nào cũ trong phim thì nó có không ấy, nhưng mà cái quần này nó không có. Thôi thì cũng sao, dù sao nữa thì cũng chắc do quần này nó mỏng nên người ta cũng không làm kiểu vụ zip khóa lock cả. Mình nghĩ bạn nào mà để điện thoại vào, như điện thoại mình thì mình để vừa. Hiện tại mình đang để hai con là con S23 Ultra và con Note 9 thì để vào vẫn khá là vừa, nhưng mà vì chất lượng quần này ấy, thì vì chất vải của quần ấy nó khá là mỏng, vậy nên là khi bạn để vào và bạn chạy lung tung ấy, cái điện thoại sẽ liên tục đập vào cái đùi bạn, nó rất là hãm. Cái quần này mình nghĩ chắc hiểu mặc chơi vui trong nhà thôi, và mặc trong nhà thì nó sẽ rất là thoáng mát, nhưng mà để mặc mà đi ra ngoài đường thì mình nghĩ chắc cũng không ai đủ điên đâu. Mình cũng chưa đủ điên đến mức mà mặc quần này ra ngoài đường đi chơi. Hoặc là bạn có thể để hình ảnh làm background được, cosplay. Ví dụ như mình đang có cái Outriver ở đây ấy, thì mình có thể để đây, đừng để ý phần dây nhé, mình chưa móp lại phần dây mới cho nên là nó cũng hơi cũ. Cái dây này mình móp khoảng tầm 2-3 năm nay rồi, thì như tầm 3-4 năm nay rồi ấy, khá lâu. Thì bạn có thể để xét đây cũng khá là ok. Hay là đây, để mình lấy thêm mấy cái đục su metal nữa mà. Ok, đây, xếp mấy cái metal đây vào, để trông cũng không phải gọi là trông có tí uy tín hơn. Đấy, thì mình có thể để đây làm background. Chắc cái quần này nó phải lên, kéo lên trên đây một tí nữa thì mình sẽ đấy, trông hợp rồi đấy, trông khá là hợp. Ok, mình nghĩ là cái quần này sẽ tác dụng để làm điều đấy. Hoặc khi bạn đi chơi, thôi đùa, đừng ai mặc quần này đi chơi, không là mấy bạn gái các thứ là chạy hết một chỗ ấy. Thành ra quần này thì mình nghĩ là khi bạn mặc ấy, bạn sẽ phải kéo cao lên cỡ bụng của bạn cơ, tức là kéo cao hơn cỡ bụng ấy, thì lúc ấy mặc nó sẽ cảm giác khá là kỳ quặc. Kiểu cái cảm giác khi bạn mặc cái quần ấy thì tức là cứ cái phần gấu quần này thì nó cứ cấn vào cái bụng bạn ấy, nó cảm giác hơi bị kỳ một tí. Nhưng mà cũng chính vì thế thì nó mới gọi là tạo cảm giác cho cái quần này trông bớt bị gọi là dài hơn. Mình mặc quần này mà mình thử gọi là sinh hoạt trong gia đình mình, tức là mình nấu ăn, nấu cơm, rồi dọn nhà các thứ, rồi làm review video các thứ, rồi mình chạy đi rửa tay các thứ ấy, trong nhà vệ sinh các thứ, rồi vân vân. Nói chung là tất cả các công việc trải nghiệm mình đã thử trải nghiệm qua, và thực sự là nếu quần này bạn mà không kéo dài lên ấy, tức kéo dài bụng của bạn ấy, thì bạn mặc quần này nó sẽ rất là vướng víu. Cái vụ là giặt quần áo của quần này thì mình giặt tay hoàn toàn. Chỗ mình thì nó không có cái máy giặt nên đa phần là mình giặt tay là chính. Mình giặt tay thì cũng gọi là khá là đơn giản thôi, vì do chất liệu quần này thì nó là chất vải mỏng, vậy nên là giặt nó rất dễ là thấm nước, và nó cũng đồng thời nó rất dễ khô. Mình phơi đúng buổi tối là nó khô luôn rồi. Nhưng mà trong cái phòng nhà mình thì nó cũng gọi là khá kín chứ nó không có thoáng để mà nó có thể phổi phơi khô khô đấy. Nhưng mà thực sự là mình hơi bất ngờ là trong đúng một đêm thôi là nó đã khô hoàn toàn rồi để mình có thể mặc. Thế là đây là cũng là quần mình nghĩ là ok, mức với mức giá gọi là tầm 150 cho một cái quần này thì cũng không phải gọi là quá tệ. Mình không biết là size các quần khác thì nó giá có chênh lệch nhau không, hay là chung hết một mảng giá. Thì mình có thể nói đó là với cái quần này thì bạn mua về có thể mua về để chơi, hoặc là bạn fan của Âu thì bạn có thể mua về, hoặc là không bạn có thể mua phiên bản quần của Bandai.
mình xét giá quần Bandai như tầm khoảng tầm giá tầm khoảng 500 hay 300 gì đấy, mình check giá lâu lắm rồi nên bây giờ mình không nhớ chính xác là giá nó là bao nhiêu hay tầm phân khúc nào nữa. Nhưng mình nhớ là trong cái phần mình nhớ là check giá order ngày xưa mình check thì giá của quần của Bandai nó cũng khá là ok ấy, nó cũng khá là vừa với túi tiền các thứ, đây là mình nghĩ là tương lai mình sẽ review cái quần đấy luôn. Nhưng mà đấy là gọi là tương lai, mình nếu như có thời gian rảnh thì mình sẽ review. Thực sự ra thì mình cũng chẳng biết gọi là review mấy thứ gọi là quần vải này thì review cái gì. Đấy là mình có thể nói đây là một cái sản phẩm mình nghĩ là giá tiền của nó thì cũng gọi là 150 thì cũng gọi là cũng tạm tạm được để bạn thể mua về gọi là trải nghiệm mặc cho vui hoặc là đùa vui trong nhà cũng được, cũng không vấn đề gì cả đâu. Mặc chứ còn giá tiền của mấy quần sock mình không biết giá cũng. Quần sock bình thường là mua giá bao nhiêu tiền nhỉ? Chắc tầm 500. Hình như là mình không phải là người hay mua quần áo, đa phần là anh chị mình dẫn mình đi mua chính rồi, còn mình chỉ việc là chọn quần nào mình thấy vừa mắt hoặc là anh chị thấy vừa mắt thì mình mua về thôi, chứ bị ít thì để ý giá thì đó. Cho nên là thường tầm khoảng trăm, tầm chắc tầm 500 gì đấy một cái quần sock đúng không? Quần này 150 lên mình nghĩ chắc là quần sock thì 150 này chắc là có thể gọi là rẻ. Hoặc là chắc cho tùy thì mình cũng không biết gọi là review sao quần này được rồi. Ok thì bây giờ mình nghĩ tương đối khá là dài rồi và chắc bây giờ mình sẽ dừng đây thôi. Xin chào và hẹn các bạn trong video tiếp theo. Oh shit, bấm nhầm.